Màn chào hỏi động viên trước trận đấu. Cố gắng vô địch nhá. Cắt la anh em hô tuyệt thắng nhá. Người rất đông. Có anh Thảo, anh Thuận, anh Phương. Đây. Rất đông. Vậy hai đội đã làm thủ tục chuẩn bị trước khi bóng lăn. Hai đội đang làm lễ bắt tay nhau trước khi thi đấu. Như vậy cũng như trận bán kết, đội Castla vẫn ra sân với trang phục quần vàng áo vàng và bên tay trái cầu môn bên tay trái đá cao nhất đội hình vẫn là Trường Pơ. Vậy là trận đấu đã bắt đầu. Văn Bình, Hải Nam, cầu thủ Karama, Văn Bình, Hải Nam, tay phải màn hình nhỏ của các bạn và đội tuyển Casa bên tay trái màn hình nhỏ của các bạn. Đầu tiên rất nguy hiểm thuộc về đội tuyển. Phạt góc cho các cầu thủ Casla. Đội hình nó phải nhanh hơn. Đầu tiên có những tình huống anh chuyển cánh nhanh cho cầu thủ số 13. Rất tốt, Văn Công. Kéo. Đá phạt cho cầu thủ Kama. Không được. Một cú phá bóng an toàn của thủ môn bên phía Cana. Đá biên cho các thủ Katla. Không được. Để sau. Đá biên là cầu thủ Cana. Tẩy lên đi Đạt. Đá biên của bóng anh chuyền về cho số 12. Bóng đã chạm vào cầu thủ Casa. Đi hết đường biên. Đá biên được đội tuyển Cana. Bóng được cho lên. Rất hay. Wow, xin lỗi các bạn.
Xin lỗi các bạn là tôi đang bị cuốn theo cái tình huống bóng, đâm ra là không theo kịp được máy. Một tình huống tấn công rất hay của các cầu thủ Cát La. Của anh nào nhỉ? Của hai anh. Của anh Thảo ạ. Anh Thảo và anh Thuận. Anh Thuận. Đây hai nhà đầu tư tài ba. Đấy. Đây, có rồi. Huy Đạt, không được. Mạnh thôi. Đá phạt cho các cầu thủ Cát La. Thằng một gôn luôn đi. Bắn thằng một gôn đi. Không được. Bóng ở trong tay cầu thủ Casa. Các một cú đá phạt các cầu thủ Cana. Rất nguy hiểm. Một cú phạt góc cho các cầu thủ Cana. Một pha bóng của Bình Văn Bình. Trời ơi. Không có gì nguy hiểm. Văn Bình. Công Đức. Văn Bình. Không được. Công Đức. Rất bình tĩnh. Không được. Rồi, đá biên cho cầu thủ Casta. Hải Nam không được. Một Hải Nam quyết định sút xa. Trường Pơ. Rất khỏe. Văn Công. Hải Nam. Công Đức. Văn Bình. Rất nhuyễn. Hải Nam. Không được. Cú chọc khe đó, phản công cho các cầu thủ Cana. Văn Bình. Bóng ơi, nhưng quả mới đảm biến nó che bóng họ lại đấy nhá, giữ bóng lại để ta kèm người. Văn Hân. Đừng có bỏ bóng mà đi nhá. Một cú phát bóng lên. Không vào. Để ý được, không được. Công Đức. Sút xa, không được. Các cầu thủ của Cát La như muốn phạt đi. Em ơi, thôi bình tĩnh.
có cao hơn. Văn Hân, Công Đức, rất hay, rất hay, không được. Một cú đá phạt góc cho các cầu thủ Cát La, một cú tấn công biên rất hay. Cầu thủ thực hiện cú một chạm vào là Văn Bình. Các cầu thủ Cát La được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái. Rất hay, không được. Một pha bỏ lơ đánh đầu của Trường Pơ. Bắt công. Một cú đỡ hụt bóng của Văn Bình rất nguy hiểm. Không được. Một pha phản công rất sắc của các cầu thủ Cana. Công Đức. Trường đây. Đá biên cho cầu thủ Cát La. Không được. Tình huống bắt người rất sát của các cầu thủ Cana. Người đéo có vào bóng mà lại đè người không. Một những cú bỏ bóng cài người của các cầu thủ Cana rất nguy hiểm. Làm mà không chơi chân không chơi thì bóng. Đi bộ về đằng này nào, đúng rồi, đi bộ về cánh nào. Đúng rồi, tinh luôn. Nó ra chưa chân. Bỏ đi, bỏ thủ môn đi, bỏ thủ môn đi. Công Đức. Cánh tiếc kìa. Vẫn là Văn Bình. Toàn cái cánh đấy là. Không được. Có được không? Bắt công! Không được. Công dường như không tập trung tình huống. Ấm luôn! Hải Nam. Không được. Tình huống cướp được bóng nhưng Văn Bình. Trời ơi, góc hẹp rồi, cắn ngang và đẹp luôn. Tập luôn. Vẫn còn. Không được. Một pha mất tập trung của các cầu thủ Cát La, càng pha càng ngang rất nguy hiểm của Cát La. Cảm giác bóng không có. Đang hơi ấy anh ạ. Dường như cầu thủ cánh trái của Văn Công đang rất còng. Đang rút nữa. Đá thoải mái lên Công ơi. Đứng tí lên. Công Đức. Văn Hân. Đẩy đảo tuyến đi. Văn Bình. Chạy bao giờ chạy mặt thùng mỡ được. Văn Công. Không được. Như bóng này Công này. Như bóng này. Kệ 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 cho anh em nó đá đi anh em ơi. Kệ cho anh em đá đi. Rất khéo. Vẫn còn. Hải Nam. Không được. Đá biên cho cầu thủ Cát La. Đá biên cho đây ơi.
Hải Nam không được. Đá biên cho các cầu thủ Casa. Tất cả các cầu thủ bình tĩnh chưa? Nghe tài, tất cả các em bình tĩnh. Tài để ý đánh nguội kìa. Đá bình tĩnh thôi. Dạ năm nay ấy nhá, hay đấy. Kêu 18 kìa. 17 ở trên. Ôm nha, sao bốn ôm nha. Đây là ai? Chưa có cái chuồng không? Tiếp ơi, lui về dịch lại. Có về dưới đây. Không vào. Một quả đá biên cho các cầu thủ Casa. Không được, không phải. Trọng tài xác nhận, xác định là bóng đã chạm chân các cầu thủ Casa ra ngoài. Hay, rất hay. Hải Nam, vẫn Hải Nam. Không được. Một quả phạt góc cho các cầu thủ Kassla. Không được. Đừng để người ta khiêu khích nha. Cắn béo ơi, bà di chuyển liên tục đi nhá. Chân đi dày vải. Không qua được đâu. Đặc, đặc biệt. Đá đơn giản đi. Văn Bình. Ơ kìa. Ôi trong sân đá. Anh em cũng thoải mái đá đi. Những pha vào bóng rất quyết liệt các cầu thủ hai đội. Văn Bình. Bóng đi hết đường biên dọc. Cú phát lên cho các cầu thủ Kassla. Tuần vào.
Rất hay. Không được. Rất hay. Không hay. Rất hay, rất kinh nghiệm. Rất hay. Không được. Một quả đá phạt góc cho các cầu thủ Cát La. À, một sự động viên của các anh chị em cán bộ công nhân viên của Cát La. Như vậy là Trường Pơ đã ra sân. Không được. Rất hay. Huy Đạt, cầu thủ bật rất cao. Một cú đá góc cho các cầu thủ Cát La. Công Đức. Không được. Hay, rất hay. Không được. Một pha làm bóng rất hay của Văn Tuân, cầu thủ vừa vào sân thay cho Trường Pơ. Rất hay. Không được. Một pha đẹp người rất nguy hiểm các cầu thủ Cana. Các cầu thủ Cát La đã vừa tạo ra một số cơ hội nhất định nhưng đã không tận dụng được. Cũng hy vọng cầu thủ Văn Bình có thể thi đấu tiếp. Anh đã đứng dậy thi đấu rồi. Đá phạt cho các cầu thủ Cát La. Công Đức. Không được. Rất hay, Công Đức. Không được. Huy Đạt. Không được. Bóng đã chạm tay cầu thủ Cana. Một quá thẳng vào gôn. Không được. Phạt góc cho cầu thủ Cát La. Đường bóng dường như những tất cả mọi đường bóng đều hướng thẳng về gôn.
không được. Bá Tử đi bên nào. Rất mạnh, cầu thủ bóng đã đi hết đường biên ngang. Công Đức rất hay. Cầu thủ đã ghi bàn đánh đầu ngược rất hay là Văn Tuân. 2-0 cho Cát La. Không được. Đá biên cho cầu thủ Cát La. Văn Hân. Khương ơi không được. Số 9 bên này người ở đâu? Ở Châu Sơn. Vâng, vậy là trọng tài đã nổ hồi còi kết thúc hiệp 1. Các cầu thủ Casa Blanca đang dẫn các cầu thủ Cana với tỷ số 2-0. Chúng ta nghỉ ngơi trong ít phút đây các bạn, một cú đánh đầu rất đẹp. Đá chủ động mấy quả lên. Đá cóng à? Không ạ, anh Đức ở dưới bắt lên như anh đang rồi. Được. Đây các bóng hồng của các cầu thủ Casablanca. Cứ đá đi, đá đôi công đi, đá đừng có thủ. Cứ công đi. Thủ là hỏng đấy, cứ công đi. Cứ người ta đang đè, mình đang đè được người ta đè.